Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhập Quang Trường. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến tất cả các bác một số công mẫu máy hút ẩm sấy quần áo. Thì bên em cũng đã vệ sinh xong rất là sạch sẽ rồi và test mọi chức năng hoạt động ok. Thì tất cả những máy này là toàn bộ là máy zin nguyên bản nha các bác nha. Thì với những máy này thì nó toàn bộ đây là những hàng của Mitsubishi và có duy nhất một con công suất rất là khổng là của Panasonic, có đó là 33 lít thì các bác sử dụng cho cái phòng diện tích rất là lớn. Rồi, thì hiện tại bây giờ là miền Bắc ngoài trời đang mưa rất là to và hiện tại bây giờ ở trong nhà em đang bật một con hút ẩm Mitsubishi 18 lít trên một ngày điện 100V. Con này thì sản xuất năm 2018 rất là đẹp và máy em đang cho hút trong nhà nha, chạy rất là êm. Thì các bác đã biết rồi, với những cái dòng của Mitsubishi ấy, thì thường thường về cái chất máy của nó, thứ nhất về chất lượng dàn lốc bỏ chạy êm và dàn là dàn đồng đấy. Thì với những cái con máy này toàn bộ là hàng em tuyển chọn, thì với cái dòng của Mitsu thì nó sẽ sử dụng những cái loại lốc của Mitsu này và Mitsushita này. Matsushita nha các bác nhé. Matsushita thì đó là một cái thương hiệu lốc của khởi đầu của các dòng La. Rồi, ngoài ra là lốc của Panasonic nữa, thì nó sử dụng là ba loại lốc. Thì các bác yên tâm về chất lượng, thì trên đây em có máy 100V và cũng như là máy 220V. Thì rất nhiều các công suất khác nhau với lại cái mức giá nó khác nhau để các bác có thể là tùy chọn. Như trước mặt các bác có thể thấy rằng đây này, hiện tại bây giờ là con hút ẩm 18 lít trên voi. Dòng này thì các bác thấy cũng về kiểu dáng mẫu mã rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, con này thì nó là màu trắng này. Đó, màu trắng rất là đẹp, các bác có thể thấy nó có một cái viền, nó có một cái viền ở đây. Đó, máy 100V nhé. Đây, tất cả máy zin nguyên bản. Dàn đồng thì con này là như mới tinh rồi. Đó, cái này nó có một cái lắp. Với con 100V thì các bác thấy là nó có một cái lắp cao su ở đây này. Đó, để mình có thể là mình đưa ống. Cái này thì các bác sẽ sử dụng qua một cái đổi nguồn nhé. Đó, đổi nguồn. Sản xuất 2018 này, con này là công suất hút là 18 lít trên một ngày, các bác sẽ sử dụng cho cái diện tích phòng lên đến 80m2 nhá. Mọi chức năng của nó thì nó vẫn giống như những cái dòng mít khác các bạn. Đó, chức năng sấy quần áo, xét độ ẩm này, cũng như điều chỉnh kênh vẫy, hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật này, có chế độ sấy già này, đây, điều hướng cái hướng gió này, đó. Và đây can nước của nó đây, can nước rất là lớn nhé. Đây, đó, hiện tại bây giờ vừa rồi em mới chạy được khoảng tầm 25 phút. Đó, 25 phút thôi các bạn, nãy em đã đổ nguyên một can nước đi rồi. Đó, dòng Mitsubishi thì nó sẽ có cái hình giọt nước ở trước này, các bạn có thể theo dõi được cái mực nước. Đó, máy bắt đầu chạy tiếp này, máy rất là đẹp nhé. Rồi, đây là một con Mitsu điện 100V. Thì các bác có thể thấy rằng là tất cả là từ tổng quan ngoại hình và cái dàn của nó, khi em vệ sinh này em cũng chụp ảnh lại rồi, dàn con này thì cực kỳ là đẹp và mới. Con này phải đánh giá về nội thất và ngoại thất của nó lên khoảng tầm 98% rồi, sản xuất năm 2018 nhé. Thì với cái con Mitsu này giá của nó là 6,5 triệu, 6,5 triệu chưa bao gồm đổi nguồn và chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, hiện tại bây giờ với những cái hàng mà Mitsu hàng lướt này thì giá rất là cao. Đấy, nhưng mà với con này thì các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đó, sơn zin 100%. Rồi, ngoài ra thì em có những con công suất nó khác thì các bác có thể là lựa chọn nhá. Như đây là một con 16 lít này. Con 16 lít này thì nó sử dụng cho cái diện tích phòng khoảng tầm 50m2. Điện 220V, dòng này gọi là mít cột. Đó, mít cột các bác nhá. Máy cực kỳ là đẹp luôn. Cái này can nước làm bên dưới này. Đó, can nước làm bên dưới này nhá. Và phần mặt đằng trước đây, các bác có thể mở ra. Và đây là phần lấy gió đằng trước. Hàng này hàng xuất. Thì toàn bộ các phím chức năng ở trên đây nó sẽ là bằng tiếng Anh. Đó, bằng tiếng Anh nhá. Tắt nguồn này, bật nguồn này, chế độ hút ẩm, sấy quần áo này. Đó, có màn hình hiển thị, các bác xét các phần trăm độ ẩm. Rồi, với con 16 lít này thì hiện tại bây giờ giá của nó là 4.200.000 đồng. Đó, 4.200.000 này. Ngoài ra
thì các bác có thể quan tâm đến một con Mission Boy điện 220. Đó, điện 220 nhá. Thì con này nó là cũng là hàng suốt này. Đó. Máy cực kỳ là đẹp. Máy rất là đẹp nhá. Sơn zin này. Đây phần lưới lưng đằng sau này. Với cái phần này thì các bác khi mà thấy bụi thì mình sẽ là vệ sinh bằng nước được nhá. Rồi. Con này là hút 26 lít trong một ngày này, nó có sử dụng cho cái diện tích phòng lên 80 m vuông nhá. 80 m vuông này. Và đây. Đây là một con mít cột. Thì con mít cột này công suất của nó là 22 lít trên một ngày. Đó. 22 lít này các bác nhìn này, 22 lít nhá. Máy toàn bộ máy đẹp thôi. Đó, hiện tại bây giờ cái số lượng máy thì nó không có nhiều các bạn. Chỉ còn lại một số máy em tuyển chọn lại là còn đẹp thôi. Đó, 22 lít trên một ngày. Với con này thì công suất của nó là 365 W nhá. 365 W này. Con 14 lít là bao nhiêu? Con 14 là 275 W nhá. Đấy, các bác sử dụng những con hút ẩm này thì thứ nhất là rất là tiết kiệm điện. Đó. Rồi. Với con 22 lít này thì giá của nó sẽ là 5 triệu 200 nghìn đồng. Đó. 5 triệu 2 nhá. Đây, bên đây em có hai con đây này. Đó, hai con nữa này. Để các bác có thể là quan tâm. Con nào thì các bác chốt nhé. Đó. Cũng là 22 lít này. Tất cả máy đều còn rất là đẹp. Đó, máy đẹp này. Can nước nằm bên trong. Đó, can nước của nó đây. Can nước rất là to các bác nhé. Với cái dòng mic cột này thì em lên sóng và cũng như là bán cho các bác rất là nhiều. Đó, từ năm ngoái đến giờ cơ. Thì những cái dòng này có một cái ưu điểm là các bác để sát tường rất là tiện. Con này hút cho phòng khoảng tầm 60 m². Đó, 60 m², rất là ok luôn. Các bác có thể hút ẩm này, sấy quần áo này. Ở trong cũng là một con 22 lít đấy nhá. Thì với con 22 lít này giá của nó 5 triệu 2 các bạn. Đó, 5 triệu 2. Và đây, em sẽ giới thiệu cho các bác một con máy rất là khủng luôn. Đó. Con này thì cực kỳ là VIP rồi. Em sẽ ghim điện nhé. Con này công suất của nó là 33 lít các bác. 33 lít. Nó gọi là con này các bác hút cho cái diện tích phòng lên khoảng 120 m². Rất là đỉnh. Cái mã này là mã to nhất của dòng Panasonic bây giờ nhé. Thì con này nó là bản xuất điện 220V, toàn bộ phím trên đây cảm ứng hết này. Đó, các bác có thể thấy là công nghệ khử khuẩn Nano E này, có Ecolavi tiết kiệm điện này. Máy đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Các bác sở hữu con này thì đúng là gọi là xứng đáng luôn đấy các bạn. Đó, phím cảm ứng nhá. Đây. Lưới này, cái lưới lưng này. Ở bên dưới này nó có một cái lẫy, các bác mở được cái lắp này ra này. Đó, mình có phải là mình không cho nước xuống can nữa, hoặc là mình có thể là đưa trực tiếp cái ống vào nhá. Đấy, ống vào luôn. Đây, toàn bộ phím cảm ứng này, tắt này. Trên đây tất rất là nhiều các chế độ này. Màn hình của nó là màn hình LED nhá. Đây, em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bác xem cái phần phím cảm ứng của nó. Đó, các bác có thể thấy là cánh vẫy đang đưa lên này. Rất là đẹp nhá. Mặt dạng kiểu vân xước này. Hẹn giờ này. Các hướng đảo gió này. Đảo cánh trong nữa này các bác này. Đó, điều chỉnh đảo cánh trong nhá. Con này thì cửa gió nó sẽ hất lên hất xuống này. Ngoài ra còn cánh gió bên trong nó sẽ đảo sang bên trái, bên phải nữa. Tất cả các chế độ đây. Có Ecolavi tiết kiệm điện này, công nghệ khử khuẩn Nano E nhé. 33 lít. Con này các bác sử dụng cho phòng diện tích lớn thì quá là ok rồi. Đó, máy thì rất là đẹp nhá. Giá con này thì sẽ là giá là 8 triệu tư nhá. 8 triệu tư.
Đó, giá chuẩn luôn các bạn. Đối với những con máy VIP như này thì nhập vào giá nó cũng cao, nên em chỉ gọi là lấy công vệ sinh thôi. Đó, giá 8 triệu tư, chuẩn giá luôn các bác nhé. Đó, máy rất là đẹp, màu đẹp, màu zin nguyên bản luôn. Cam kết với tất cả các bác không một giọt sơn, và dàn đồng của nó thì cũng rất là đẹp. Đó, và trong khi đó là nó này là phím cảm ứng rất là tiện. Đây các bác thấy này, nó là một mặt phẳng hết nhá. Đó, tắt đi thì cái cửa gió nó sẽ đóng xuống này. Và dòng này nó sẽ lấy gió sau. Ok. Đó, thì hôm nay thì em giới thiệu rất là chi tiết một số các mẫu máy mà bên em đã vẫn và đang bán cho các bác. Và em vẫn đang vệ sinh những cái dòng này. Nói chung là về những cái số lượng máy đẹp ấy, thì nói thật các bác là nó ở trong nô cái lượng máy đẹp của nó chiếm rất là ít. Thế nên là khi mà em chuyên làm hàng đẹp rồi thì em sẽ lựa chọn những con máy đẹp và chất lượng cao gửi đến cho các bác. Thì các bác yên tâm là với tất cả những máy này em vệ sinh rất là kỹ nhá, rất là kỹ luôn. Và tất cả những cái cảm biến độ ẩm thì em đều thay hết, thay mới. Đó, riêng quan điểm bên em là làm về những con hút ẩm này từ năm ngoái năm nay thì tất cả những máy mà khi mà em đã vệ sinh và lắp ráp xong thì 100% em thay hết cái nhân cảm biến độ ẩm. Có nhiều bác đã đặt cái câu hỏi là sao lại phải thay cái nhân cảm biến độ ẩm làm gì, đúng không? Tại vì là cái cấu trúc của cái nhân cảm biến độ ẩm đó, nó bên trên nó phủ một cái lớp than, đó, phủ một cái lớp than, nên là khi trong quá trình hoạt động nó sẽ bị sai chỉ số, nó báo sai độ ẩm thôi. Đó, chứ còn đâu mà khi mà các bác sử dụng chạy thì nó vẫn chạy hoạt động bình thường nhá. Nhưng mà cái quá trình mà sử dụng các bác ở cái chế độ tự động ấy thì nó sẽ nhận biết sai cái độ ẩm, ví dụ nó sai khoảng tầm 20%, 10 hay 20% chẳng hạn như thế. Thì với những cái máy mà khi mà về bên em vệ sinh xong rồi thì toàn bộ em thay cho nó đảm bảo nha các bác nhá. Đó, mất công một lần nữa phải tháo ra tháo vào. Thì với những cái máy này thì các bác yên tâm về chất lượng. Đó, thì cam kết với tất cả các bác là zin nguyên bản nhé. Sắp tới thì em sẽ lại về thêm cái dòng đó là hút ẩm của Mitsubishi, dòng mắt liếc điện 220V, công suất hút là 14 lít trên một ngày nhé. Cái mã mà điện 220V của Mi mắt liếc thì nó chỉ có duy nhất một công suất, đó là 14 lít trên một ngày. Sắp tới thì em sẽ về cái dòng đó. Đó, bác nào mà cần dòng đó đặt em sẽ vệ sinh, còn không thì em sẽ bán nguyên cả lô. Đó, em sẽ bán nguyên cả lô nhá. Rồi, chi tiết thì các bác mà cần những cái mẫu máy hút ẩm hay máy lọc không khí đẹp thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0987 807038 và 0344 586794. Bên em chuyên về lọc không khí, hút ẩm, nồi cơm, bếp từ, cũng như là iRobot Roomba. Đó, nồi cơm thì hiện tại bây giờ bên em còn một số các mã 1 lít cũng như là nửa lít. Đây, đây là một con lọc không khí tạo ẩm này của Panasonic này. Đó, mặt dâng kính vẫy nhá, công suất 66W. Thì bác nào chốt thì liên hệ với em, giá con đấy 2 triệu rưỡi. Đó là con lọc không khí. Em báo giá lại một lần nữa nhé. Con hút ẩm Mitsubishi Chân Voi 18 lít trong một ngày, sản xuất năm 2018. Đó, thì con này giá của nó là 6 triệu rưỡi. Tiếp tục với cái dòng mít cột 16 lít, giá là 4 triệu 2. 22 lít đó là 5 triệu 2. 26 lít điện 220V giá là 6 triệu 6. Rồi, còn Panda 33 lít bản Eco đèn led này có Nano E. Đó, con này 33 lít điện 220V, con này là giá 8 triệu 4 nhá. Đó, bắt đầu chốt liên hệ với em, giá thì em đã báo cụ thể chi tiết trên video rồi. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác ạ.